Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 5, ngày 28 tháng 3 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi phương Đông, ngày hôm nay là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi Tỵ hoàn thành những mục tiêu to lớn trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Thực thân che chở với những điều kiện tốt nên bạn đủ tĩnh tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý, nhờ trí nhẫn mà con giáp tuổi Tý tìm thấy sự hài lòng trong những điều đơn giản, lặt vặt của cuộc sống. Bạn cố gắng hoàn thành những việc nhỏ vì đó là động lực để bạn có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn hơn về sau. Tuy nhiên, có thể ai đó, vị thế của mình nên cố làm cho người khác hài lòng. Và điều này gây áp lực cho bạn ngày hôm nay, khiến cho tâm trạng của bạn không được thoải mái một chút nào. Hãy cố gắng để linh hoạt, mềm dẻo hơn trong ứng xử thay vì nổi nóng một cách vô cớ nhé. Ngày 28 tháng 3 năm 2019 là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày này được xem là ngày xui rủi, dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Do đó, chớ nên quyết định quan trọng trong những ngày này. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc ôn thỏa. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, cần gì mà phải ghét ai đó. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có người hỏi kinh nghiệm từ bạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, khó tránh khỏi rủi ro. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, kế hoạch tốt nhưng chớ chủ quan. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường xám, nâu, quý nhân phù trợ Thân, Dần. Tử vi tuổi Sửu, chính tài mang lại tiền bạc cho con giáp tuổi Sửu và nhờ đó bạn cảm thấy tự tin như thể mình được chắp đôi cánh vậy. Với những gì có được, bạn nhận được những lời khen, tán dương của ai đó và cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng, đừng vì thế mà ai đó nhờ điều gì thì bạn cũng ngay lập tức làm theo. Trong lúc vui, bạn hay đưa ra những lời hứa mà sau đó bản thân không thực hiện được. Nhất là chuyện tiền bạc khá nhạy cảm. Vì thế, đừng đề cập quá nhiều đến vấn đề tiền bạc trong các mối quan hệ. Với tác động của tam hội cho thấy các mối quan hệ của bạn rất tốt, thậm chí có người vô tư cho bạn mượn tiền để bạn có thể theo đuổi mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tâm trí có phần bất an. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, kiểm soát cảm xúc của mình đi nhé. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đừng lớn tiếng với người lớn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, năng lượng dồi dào. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, làm việc bạn ấp ủ từ lâu. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xám, xanh lá, quý nhân phù trợ Tuất, Mão. Tử vi tuổi Dần, lời khuyên dành cho con giáp tuổi Dần trong ngày hôm nay đó là có tỷ quyền thì đừng đối đầu với những người quá hiếu thắng, bạn sẽ chỉ thiệt thân mà thôi. Vì bạn chỉ cần nói ra lời nào thì họ sẽ cố gắng phủ định tất cả để nhấn mạnh rằng họ đúng. Lúc này, bản mệnh tốt hơn hết là dành thời gian cho công việc của chính mình, nghĩ mọi việc thật tích cực là cách để bạn đi qua một ngày dễ chịu nhất có thể. Ví dụ như hoàn thành công việc trước thời gian quy định cũng đã đủ mang lại cho bạn niềm vui rồi. Theo nhị thập bát tú thì hôm nay bạn nên kiêng cữ những việc sau kẻo gặp xui xẻo: chôn cất, khai trương, chùa cửa, dựng cửa, khoai thông đường nước, đào ao, móc giếng, thực hiện, đóng giường hay lót giường. Tốt hơn hết là nên chọn ngày khác để thực hiện. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tránh kiện tụng. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có kẻ đâm sau lưng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, rắc rối nhỏ dù bạn đã lên kế hoạch. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đừng vì cái lợi trước mắt. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, có thể cần đến sự trợ giúp. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, hồng, quý nhân phù trợ Thân, Tuất. Tử vi tuổi Mão, kiếp tài xuất hiện, nhắc nhở con giáp tuổi Mão nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc, có thể bỏ quên một số thứ rất quan trọng trong ngày hôm nay, ví dụ như những lời hẹn trước hay những đồ vật chẳng hạn. Cần cẩn trọng trong từng hành động, tránh việc thất hạc không mong muốn có thể khiến cho bạn rơi vào rắc rối.
Đây là ngày phù hợp để hoàn thành những công việc còn dang dở khiến bạn mất rất nhiều tâm sức từ trước đó, trước khi bắt tay vào các dự án mới. Hôm nay xuất hiện tứ hành xung nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi việc. Chỉ một việc nhỏ rất dễ xé ra to nếu bạn không kiểm soát vấn đề kịp thời. Tránh to tiếng trong những tình huống khó xử. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, bỏ qua những lỗi lầm của ai đó. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, đừng bao đồng, khiến tâm mệt mỏi. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, tình duyên hợp ý. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, hãy kiên trì với mục tiêu. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, tím, quý nhân phù trợ Dần, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, thiên tài mang lại vận may cho con giáp tuổi Thìn, có khá nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh mở ra trước mắt, hứa hẹn lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nếu kiến thức của bản mệnh chưa đủ để hiểu từng vấn đề thì đó lại là rủi ro. Nếu cảm thấy tự tin khoảng 60% thì bạn có thể tiến hành. Còn không thì dù muốn nhưng bạn vẫn cần phải học hỏi thêm để tự trang bị kiến thức cho mình. Bạn không thể tham được đâu vì số tiền bạn có thường tương ứng với kiến thức và kinh nghiệm của bạn trong việc kiếm tiền. Tam hợp xuất hiện cho thấy đây cũng là thời điểm tốt lành cho người tìm kiếm tình yêu. Ngôi sao đào hoa khiến suy nghĩ của bạn hướng về chuyện tình cảm nhiều hơn. Nhiều người thoát kiếp FA trong thời điểm này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, công việc bộn bề. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, có nhiều tiền. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tình cảm, hài hòa. Tử vi tuổi Canh Thìn, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, đừng đánh giá tình hình bằng vài chi tiết. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường bạc, xanh nước biển, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Tỵ, ngày hôm nay là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi Tỵ hoàn thành những mục tiêu to lớn trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Thức thân che chở với những điều kiện tốt nên bạn đủ tĩnh tâm để đưa ra quyết định đúng đắn. Hôm nay đừng vội từ chối các lời mời đấy nhé. Ngoài ra, nếu bạn suy nghĩ về những bước tiến mới trong một mối quan hệ với ai đó thì đây chính là thời điểm vàng để xúc tiến, ví dụ như bước vào ngưỡng cửa hôn nhân chẳng hạn. Theo lịch ngày tốt, hải tượng lãn ông chỉ ra rằng ngày 23 âm lịch nhân thân ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan, tránh mọi sự tổn thương và chạm mùa xẻ trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, đừng sợ sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, tình cảm có dấu hiệu không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, mâu thuẫn được hóa giải. Tử vi tuổi Tân Tỵ, tim, tập trung để gia tăng tài sản đi nhé. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, nên thông cảm cho hoàn cảnh của người khác. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ, thường quan có thể khiến cho con giáp tuổi Ngọ không khỏi bất ngờ, thậm chí có người đổi việc đột ngột hoặc chính bạn là người bị đổi việc. Tuy nhiên, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng hãy cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh nhất định. Có thể có những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống và dường như bạn đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho nó rồi phải không? Nếu chưa lên kế hoạch thì cũng chớ hoang mang, bạn biết mình đủ năng lực để xử lý tình huống này mà. Ảnh hưởng của lục xung nhắc nhở bản mệnh chớ nên đề cao cái tôi của mình quá mà tỏ ra xem thường ai đó. Mỗi người đều có ưu điểm riêng và bạn không hiểu đối phương thì cũng không nên tỏ thái độ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, lý trí bị che mờ. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, dễ có quyết định sai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, có người chơi xấu. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, đừng tập trung mãi vào sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, sống thật với cảm xúc của mình. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đỏ, vàng, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Mùi,
Chính tài đảm bảo cho con giáp tuổi Mùi một cuộc sống ổn định với số tiền lương tạm ổn. Bên cạnh đó, nếu có chút tiền tiết kiệm, bạn lại càng cảm thấy an tâm hơn nhiều và có xu hướng lười hơn trước. Có thể về nhận được khoản tiền thừa kế, nhà ở được cho, công việc tạm tạm sống, nên nhiều người lại chủ quan, thiếu ý chí tiến thủ. Bạn hãy học hỏi thêm để khám phá tài năng tiềm ẩn của bản thân, chứ đừng chỉ vì đủ tiền nên chọn cuộc sống lang nhang. Hãy cẩn thận vì hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2019, là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại bất kể đối với tuổi nào. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hãy chọn người trân trọng bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đừng đợi, hãy hành động. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, muốn gặp hoàng tử, hãy cư xử như công chúa. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đừng chờ vào ảo mộng. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tiền bạc đang gia tăng. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thân, thiên quan nhắc nhở con giáp tuổi Thân trong ngày này, nếu bạn muốn góp mặt vào một dự án nào đó, bạn cần phải lường trước mọi rủi ro mà nó mang lại. Không nên lý tưởng hóa hay đặt trọn vẹn niềm tin vào những người mà bạn chỉ mới gặp gỡ một vài lần. Ngày này cũng đòi hỏi bạn có sự tinh tế cần thiết để có thể nắm bắt được những ẩn số thú vị. Bạn có thể đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nếu biết sắp xếp mọi thứ một cách khoa học hơn, tránh những rủi ro không đáng có. Có tam hợp cục nâng đỡ nên cho thấy lúc này là thời điểm tốt lành để tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân và các quan hệ tình cảm. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp được chàng trai, cô gái mình mong đợi. Điều này có thể xảy ra nhanh hơn bạn nghĩ. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, có ngăn trở trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, hãy có lựa chọn khôn ngoan. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tránh để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, cẩn thận với công việc giấy tờ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, có người chê bai bạn. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dậu, chính quan mang lại cho con giáp tuổi Dậu cơ hội thăng tiến. Nhìn chung, công việc thuận lợi và bạn thể hiện được khả năng kiểm soát vấn đề của mình cho dù có hoàn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn đừng vì ham mố số lượng mà bỏ quên chất lượng. Thành thật là đức tính cần phải có trong ngày hôm nay, bởi thái độ thiếu chân thành, thiếu trung thực có thể khiến cho tên tuổi và hình ảnh của bạn bị ảnh hưởng đáng kể. Ảnh hưởng của Tý Dậu tương phá cho thấy nỗ lực của bạn không được đền đáp xứng đáng vì có sự ngăn trở. Bạn cảm thấy buồn và bực mình nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, vô tư trao đi lòng tốt của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, chọn cách sống thật chân thành. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, giữ tâm bình an mới quan trọng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, có người phá kế hoạch của bạn. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, bạc. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Tuất gặp may về những vấn đề liên quan với tiền bạc. Có người là trúng thưởng, nhưng có người lại là nhận được một món quà hết sức bất ngờ từ một ai đó. Và điều này sẽ khiến bạn vui vẻ suốt cả ngày dài. Những ai chưa đủ vận may thì đừng nản lòng và cũng đừng đi tìm kiếm vận may ở trong những trò chơi may rủi. Bạn nên gắng gượng học tập, rèn luyện kỹ năng để sau này gặp thời cơ chín muồi, bạn sẽ biết cách gia tăng thu nhập của mình như thế nào cho hợp lý. Hôm nay, vị trí của tài thần ở hướng đông nam phía ngoài cửa phòng thai phụ, do đó thai phụ không nên di chuyển hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa như đục đỗi, đóng đinh, đổi cửa, thay khóa hay sơn cửa. Việc làm này có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, học cách cư xử đúng mực. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cho ai đó cơ hội thay đổi. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc,
có niềm vui mới, tử vi tuổi Canh Tuất, Kim đi lại nên cẩn trọng, tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy nhận lỗi sai về mình. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Hợi, thiên ấn giúp con giáp tuổi Hợi quyết tâm hơn trong công việc mà bản thân đang đảm nhiệm. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà cố gắng giành chiến thắng bằng mọi cách, kể cả những điều không trung thực. Bạn chỉ cần vui với việc bạn đã chiến thắng bản thân, hoặc đơn giản là làm được một việc nào đó được hoàn thành để bạn tránh phải nghĩ ngợi nhiều về nó. Đừng tham lam giải thưởng quá, kẻo bạn dễ có những quyết định sai lầm. Tam hội mang đến cơ hội để xây dựng mối quan hệ với những người mà từ trước tới giờ bạn có thể coi như thiếu thân thiện, không đồng điệu. Mối quan hệ này có thể giúp mở ra những triển vọng tốt đẹp trong công việc, chuyện tình cảm, điều mà bạn vốn không nghĩ tới. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, không nên có thay đổi lớn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tìm niềm vui trong những việc nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, có người cần được bạn quan tâm. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, hãy để tâm hơn tới sức khỏe. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tỵ, Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.